Thưa quý vị, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, là một người đáng tin cậy, ai cũng yêu mến. Từ việc làm, hành động hàng ngày của chị tại địa phương đã làm nên sự yêu mến đó. Phiên chợ không đồng dành cho sinh viên khó khăn trên địa bàn phường cũng như thành phố xuất phát từ ý tưởng và kinh phí của chị Diệu Hiền. Đến nay, đã được thực hiện đến tuần thứ 11 với sự hỗ trợ từ phường Thanh Bình. Các mặt hàng tại phiên chợ gồm rau, củ, quả, trứng gà, thực phẩm tươi sống, đảm bảo chất lượng. Với mỗi phiên chợ vào ngày cuối tuần, chị Hiền giúp được khoảng hơn 350 em sinh viên. Nhiều người thấy việc làm chị Hiền ý nghĩa nên cũng chung tay hỗ trợ cho phiên chợ này. Khi em nhận được món quà này từ mình thân quen thì em cảm thấy rất ấm lòng và nó giúp cho em giảm bớt chi phí trong việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ có vậy, chị Hiền và một số người khác cũng thường đến tận nhà người già neo đơn khó khăn bị bệnh nặng trên địa bàn phường để thăm hỏi và trao những xuất quà nghĩa tình cho họ. Mỗi xuất quà tuy không nhiều nhưng ai cũng trân quý hết tấm lòng của chị Hiền. Tôi thấy rất là mừng, vui khỏe, vui vẻ thì mấy cái gì cho phường cho cái chia thì tôi cảm ơn đấy. Chị Diệu Hiền chia sẻ thật tâm. Cứ ai cần hỗ trợ thì chị sẽ hỗ trợ hết mình. Dù có công việc riêng, chị vẫn sắp xếp thời gian để có thể làm công tác từ thiện. Và dù làm từ thiện nhỏ hay lớn thì chị đều tâm huyết và cố gắng chuẩn bị một cách chu toàn. Là vì lúc trước gia đình chị rất là khó khăn. Giờ là giờ chị cũng làm ăn thì cũng nói chung là cũng ổn định. Giờ chị nghĩ ra là làm được thì giúp đỡ cho người nghèo với là sinh viên nghèo. Chị Hiền thì một trong những cái gương sáng về công tác từ thiện. Thì cũng qua cái việc làm của chị thì cũng lan tỏa rất là nhiều các cái mạnh thường quân trên địa bàn phường. Và trong năm 2021 thì các cái điểm dịch bùng phát thì người dân gặp rất là nhiều khó khăn. Thì chị đã phối hợp với phường tổ chức 3 cái phiên chợ không đồng. Mỗi phiên chợ như vậy thì khoảng là 400 đến 500 suất. Thì mỗi suất cũng từ 250 đến 300 nghìn, thì lương thực thực phẩm cho các cái hộ nghèo khó khăn trên địa bàn phường. Tiếp xúc với chị Hiền, chúng tôi mới nhận thấy rằng chị là một người không khéo ăn nói, nhưng chị làm rất giỏi và hành động của chị đã nói lên tất cả. Chị Hiền chỉ mong sao bản thân giúp được càng nhiều người càng tốt, để các em sinh viên yên tâm phấn đấu học tập, những người khó khăn có chỗ dựa, có thêm niềm tin, thêm sức mạnh để sống tốt hơn.